Ok. Rồi. Chào các bạn, hôm nay NO2 sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữa một cái dòng main, đó là Giga H61MDS2 bản 4.0. Cái sự khác biệt rõ ràng giữa bản 4.0 và bản 2.0, 1.0 và 3.0 đó chính là bản 4.0 được lai toàn bộ gần như đại đa số cái lý thuyết của laptop sang bên main Giga, và nó sẽ áp dụng cho những cái main đời mới mà Giga mới sản xuất, đó là B75, H81, H91 hay là Z77, nó sẽ áp dụng cái công nghệ này. Vì vậy là các bạn để ý kỹ cái quá trình mình hướng dẫn các bạn để sau này các bạn sửa chữa những main mới. Thứ nhất, chúng ta sẽ bỏ qua cái vấn đề đèn 3.3 trên phần test, cái này mặc định đủ, và ở đây nó sẽ liên quan khá nhiều đến laptop, cái việc nó là các bạn có hay không có đèn 3.3 trên phần test này. Thường là ngày xưa các bạn chỉ đi sửa IC ổ nát, tuyến tính, nhưng bây giờ nó sẽ không như thế nữa. Thì mình sẽ làm một video khác để hướng dẫn các bạn sau. Video này sẽ hướng dẫn các bạn sửa những cái bệnh kích cúp ở những cái dòng main đời cao của Giga. Thứ nhất là main đã sửa xong rồi, mình kích thử cho bạn xem. Rồi, main đã vớt cốt. Và thứ hai, mình sẽ chỉ cho các bạn là linh kiện nối và những cách sửa làm sao cho nó triệt để và nó không tái phát. Đây là vị trí linh kiện nối và mình đã vứt bỏ nó đi, và đây là một tủ lọc. Trong quá trình sửa chữa thì các bạn dùng bitmap các bạn sẽ thấy đây là vị trí tủ lọc mình vứt bỏ đi. Thì trong quá trình sửa chữa khi đo đạc thì các bạn sẽ thấy như này, là với Meniga thì các bạn sẽ thường là chú tâm đến các bạn sửa để cho có nguồn CPU, tại các cuộn dây này. Nhưng để có được nguồn CPU thì các bạn cần để ý chúng ta phải có nguồn, đó là CPU VTT. Các bạn đo ở đây là 1.05V. Các bạn nhớ chuẩn của nó là 1.05V, vì vậy là giảm áp hay tăng áp thì đều dẫn đến cái tình trạng đó là mất nguồn CPU. Mặc dù nhiều người sẽ lập luận là họ đo tại I/O có chân gút của nguồn này thì mặc định nguồn này đủ, như vậy là hoàn toàn sai. Cái lệnh gút chỉ ở cái trạng thái ok khi nguồn sinh ra đạt trạng thái ok, lúc đó gút mới đủ. Tiếp theo, để có nguồn CPU các bạn còn một cái lệnh nữa, đó là VCCSA. VCCSA phải có ở trạng thái là 0.9 đến 0.95V. Tại sao nó lại có sự khác biệt như vậy? Thì ở đây các bạn sẽ thấy nếu mà bất kể một nguồn nào, mình thử liệt kê cho bạn là nguồn RAM, nguồn 1.05 PCH cấp cho chipset, nguồn 1.05V PCU cấp cho CPU, nguồn VCCSA 0.9V cấp cho CPU, nguồn 1.8V cấp cho CPU. 4 nguồn đó nếu bất kể một nguồn nào bị dâng lên thì ngay lập tức các bạn sẽ sinh ra bệnh tích cúp, và ngay lập tức các bạn bị một cái phán đoán sai trong quá trình sửa chữa, đó là mất nguồn CPU. Vì tất cả các nguồn này dâng lên hoặc giảm xuống, thường thì dâng lên thì sẽ bị cái bệnh đó là chạy sang một thời gian nó ngắt, còn giảm xuống thì sẽ đánh lừa các bạn, đó là mất nguồn CPU. Và các bạn đi cày tập trung vào khối nguồn CPU, giống bên này một thợ khác đã cày toe loe cái phần đấy là nguồn CPU nhưng mà không sinh ra được nguồn CPU. Vì vậy là trong quá trình sửa chữa các bạn phải đo thật cẩn thận và thật kỹ, không có gì không thể đo được nếu các bạn đặt đồng hồ trước vào cái vị trí cần đo như này. Ví dụ như này, các bạn lấy mát trước, các bạn đặt đồng hồ trước vào đây và các bạn kích nguồn thì mắt các bạn phải nhìn chăm chăm vào đồng hồ để trực chờ sẵn xem nó có xuất hiện hay không và nó đủ hay không. Thì khi trong quá trình mình kiểm tra bên này thì mình thấy là cái nguồn 1.8 của đây lúc có lúc không, và lúc có nó không phải là 1.8V mà nó là 1.1V. Và khi sửa nguồn 1.8 này thì các bạn áp dụng hoàn toàn cái lý thuyết của Meniga 945 G31 và G41 sang. Thì chân G tại vị trí này sẽ thông với chân số 1 của LM324. Mà các bạn biết rồi, trong quá trình sửa chữa Giga thì chúng ta sửa như đánh sắc đĩa ấy. Có nghĩa là lỗi 1 thì chúng ta sửa 3, cứ nối lẻ chúng ta sửa chẵn. Vì vậy là các bạn mất điện áp chân 1 hay điện áp chân 1 giảm xuống cái trạng thái đó là 1V thì các bạn chuyển ngay que đo sang chân số 3 như này. Sau đó các bạn chuyển đồng hồ về thang đo nhân tít cho mình. Sau đó các bạn dò sẽ thấy thông với trở này. Vậy tăng giảm nguồn 1.8 này chúng ta có các nguyên nhân sau. Một là bản thân đang lỗi cái cầu trở này, đây là vị trí hai con trở, các bạn cần bận tâm. Thứ hai đó là lỗi tụ lọc nguồn cho cái trở này, cho cái cầu phân áp này, thì đây là vị trí tụ mình đã mất đi. Thứ ba đó là lỗi IC so sánh NM34, cái xác suất này thì 1.000 con các bạn sẽ gặp được con, các bạn số đỏ lắm các bạn sẽ gặp được bệnh như vậy. Thứ tư, với dòng main đời cao thì nó sẽ áp dụng nguyên lý của laptop là lỗi tại I/O đang kéo cái chân này, cái chân số 1 xuống mát và kéo không hết thì nó rơi vào tầm là 1.1V. Không như bên 945 các bạn có thể làm bằng cách đó là dò, các bạn dò chân số 1 hoặc chân số 3, các bạn cứ dò thông này, các bạn vào dò ra các trường nhí này các bạn vứt đi. Nếu thông con nào các bạn vứt đi. Nhưng với những dòng bên đời cao bắt đầu tính từ bản 4.0 đến H81, B75, Z và dòng H91 thì chúng ta sẽ không còn cái cảm giác là vứt được trường đi để kiếm tiền nữa, mà chúng ta phải sửa tại I/O. Khi sửa tại I/O thì các bạn tìm về chân I/O và các bạn xem chân nào là chân dùng để khóa cho nó tại I/O. Thì đây là vị trí chân số 42. Đây là vị trí chân số 42 của I/O. Để triệt để bệnh và không tái phát bệnh nữa thì các bạn là lấy một con dao giặt giấy thật nhọn. Đấy, con dao giặt giấy. Các bạn lấy một con dao giặt giấy thật nhọn, sau đó các bạn lừa vào chân số 42. Bạn lấy con dao giặt giấy này, sau đó các bạn lừa chân số 42 và các bạn kênh bỏ chân 42, không còn tiếp xúc với cái vỉ mạch nữa. Để tránh cái tình trạng khi ai lỗi chúng ta lại mất cái nguồn 1,8V dẫn đến các bạn lại mất nguồn CPU, lại đi sửa nguồn CPU nó mất công ra. Vì vậy các bạn cần nhớ đó là với dòng bên Giga đời cao các bạn sẽ không còn cái cảm giác nó là vứt phép các bạn kiếm tiền nữa, các bạn sẽ bị hạn chế dần đi. Sau đó các bạn nên để ý một cái vấn đề, không phải lúc nào nó cũng lỗi cầu trở, nó sẽ lỗi tụ nọc cho cái cầu trở đó. Ví dụ đây các bạn vứt đi và khi các bạn muốn triệt để và main không phải quay lại bảo hành thì các bạn vui lòng cân chơi I/O lên tùy từng nguồn. Ví dụ mình liệt kê cho bạn như này, nguồn 1.05 cũng phải kênh trên I/O, nguồn 1.8 cũng phải kênh trên I/O, nguồn 1.05V CPU cấp cho CPU cũng phải kênh chân I/O, nguồn VCCSA cũng phải kênh chân I/O, nguồn CPU cũng phải kênh chân I/O, nguồn CPU boot cũng phải kênh chân I/O, nguồn CPU reset thì mình chưa để ý kỹ, cộng với tín hiệu là ITOK thì cũng phải kênh chân I/O. Vì vậy là trong quá trình sửa chữa các bạn sẽ phải kênh rất nhiều chân I/O. Còn tại sao phải kênh chân I/O thì mình sẽ hướng dẫn riêng ở cái sơ đồ sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ những cái vị trí linh kiện lỗi để trong quá trình các bạn sửa chữa làm sao cho thuận tiện nhất và main ít phải bảo hành nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.